Thưa quý vị và các bạn, nơi tôi đang đứng là cánh đồng lúa thuộc hợp tác xã Tấn Đạt. Với 100 hecta lúa được sản xuất theo quy trình hữu cơ, ở thời điểm hiện tại thì lúa chỉ mới vào giai đoạn trổ đồng, nhưng hợp tác xã đã ký kết hợp đồng đảm bảo đầu ra với các công ty xuất khẩu với giá là 14.000 đồng một ký lúa tươi. Tôi thấy từ hồi tôi làm ruộng tới giờ là cũng mấy chục năm mà chưa thấy lúa là 14.000 một ký lúa tươi tại đồng mà các công ty đã ký với hợp tác xã. Số lượng thì không hạn chế, là có nhiều người ta thu mua hết, mà hàng năm như vậy chứ không phải là mua một năm một vụ rồi nghỉ. Hợp tác xã sản xuất ra hàng hóa luôn lấy cái tiêu chuẩn chất lượng làm hàng đầu và luôn sản xuất ra những cái sản phẩm mà thị trường cần. Chính vì thế mà các doanh nghiệp đến đàm phán thì hợp tác xã luôn giữ cái thế chủ động về giá cả. Giành được thế chủ động về giá nông sản nói chung được xem là bước đột phá rất đặc biệt đối với nông dân. Bởi thời gian qua, luôn tồn tại một nghịch lý. Tuy nông dân sản xuất, nhưng thị trường thương lái lại định giá. Để làm được điều này, ngoài sản xuất những cái thị trường cần, thì phải sản xuất từ nền tảng tiêu chuẩn sản phẩm. Được thành lập năm 2017, đến nay, Hợp tác xã Tấn Đạt là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại đồng bằng sông Cửu Long đạt 4 tiêu chuẩn chứng nhận hữu cơ quốc tế, bao gồm EU, Liên minh châu Âu, USDA, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, GRS, Nhật Bản, COR, Canada. Chính lợi thế này đã giúp hợp tác xã giành thế chủ động trong chuỗi liên kết bền vững với doanh nghiệp thu mua xuất khẩu. Nhờ đánh giá được sản phẩm mình làm ra và có cách làm hay, hợp lý, nên thu nhập của xã viên luôn cao hơn so với nông dân ở ngoài hợp tác xã. Ba nguồn thu nhập chính của xã viên hợp tác xã Tấn Đạt hiện nay là từ tiền cho hợp tác xã thuê đất cố định 6 triệu đồng một công một năm, từ tiền công lao động với mức 200.000 đồng một ngày và từ nguồn được chia lợi nhuận sau kết toán năm sản xuất. Trên cùng diện tích, trước đây nông dân chỉ có lời từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng một công, thì khi tham gia hợp tác xã, nông dân có thu nhập từ 3,5 đến 4 triệu đồng một công. Hồi xưa là mần lúa rất là bấp bênh, nhưng mà từ khi chuyển qua hợp tác xã Tấn Đạt á, mần hữu cơ á, lấy lợi nhuận rất là cao, rất là phấn khởi. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tấn Đạt á, có những cái điểm nổi bật so với các hợp tác xã khác. Thứ nhất á, là sẽ hình thành được cái mô hình chuỗi giá trị về lúa gạo hữu cơ. Thứ hai á, là đã xây dựng được cái thương hiệu cho cái hợp tác xã. Và điểm thứ ba nữa là ứng dụng các cái tiến bộ khoa học công nghệ vào trong cái quá trình sản xuất, rồi sơ chế và chế biến. Hợp tác xã này cũng được chọn là một trong năm hợp tác xã để xây dựng cái mô hình hợp tác xã kiểu mới để mà làm cái hình mẫu nhân rộng phát triển trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh mà phần lớn các hợp tác xã được thành lập hoạt động chưa thật sự hiệu quả, thì sự thành công của hợp tác xã Tấn Đạt trước hết là mang lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân, thay đổi tư duy sản xuất theo hướng hữu cơ an toàn. Bên cạnh đó còn là một sự khẳng định mô hình kinh tế hợp tác xã vẫn là một mô hình mang lại hiệu quả nếu như được vận hành đúng và phát huy tối đa nội lực.